Chiếc xe màu trắng bên tay trái quý vị là Stormtrack, chiếc xe màu xám ở phía bên tay phải là Ranger Wildtrak. Thì hai chiếc xe này nó đang có mức giá bán chênh nhau là 60 triệu đồng. Stormtrack có giá bán là 1 tỷ 039 triệu đồng và Wildtrak có giá bán là 979 triệu đồng. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi so sánh hai chiếc xe này để xem là cái mức chênh lệch ở giá bề mặt 60 triệu đồng nó có xứng đáng để chúng ta nâng cấp, chúng ta lựa chọn mua Wildtrak hay là mua Stormtrack quý vị nhé. Như thường lệ thì đầu tiên sẽ là giá bán. Stormtrack được bán với giá là 1 tỷ 039 triệu đồng giá niêm yết và Wildtrak bán là 979 triệu đồng giá niêm yết. Và những cái thứ mà hai chiếc xe này giống nhau đó là về vận hành. Động cơ của nó là động cơ 2.0 biturbo máy dầu, công suất máy là 210 mã lực. Đi kèm với đó thì là hộp số tự động 10 cấp. Tuy nhiên thì trên Wildtrak là cần số cơ, còn trên Stormtrack nó là cần số điện tử. Ngoài ra thì các cái tính năng an toàn nó được trang bị giống hệt nhau, ví dụ như là 6 túi khí này, cân bằng điện tử, phanh ABS, rồi phanh khẩn cấp, phanh khoảng cách giữa lệch làn. Thì hai chiếc xe này được trang bị giống hệt như nhau, không có gì khác nhau cả. Về vận hành, chúng giống nhau, cân nặng rồi các thứ là giống nhau. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm các cái điểm khác nhau và hơn nhau giữa hai chiếc xe này để quý vị cùng so sánh. Đương nhiên rồi, Stormtrack đắt hơn thì option nó phải hơn rồi, nhưng mà nó hơn 60 triệu thì cái giá trị nó mang lại nó có hơn cái 60 triệu đấy không, thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Và trong quá trình so sánh thì tôi sẽ có những cái dẫn chứng cụ thể để chúng ta cùng xem nhé. Điểm khác biệt đầu tiên giữa hai chiếc xe này đó chính là nguồn gốc xuất xứ. Chiếc Ranger Stormtrack thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, còn chiếc Ranger Wildtrak là xe lắp ráp trong nước tại nhà máy Ford Việt Nam tại Hải Dương. Ở phần đầu xe của chiếc Ranger Wildtrak, đây quý vị trông thấy thì một thiết kế nó quá là truyền thống và quen thuộc rồi. Cụm đèn pha LED LED matrix này, rồi đèn pha hình chữ C ở phần mặt cản, mặt ca lăng sơn đen bóng to đẹp. Chúng ta có 4 cái cảm biến ở phần đầu xe của Wildtrak và trên lắp capo đây cũng vuông vức rất là đẹp và nhìn rất là xịn sò, đúng không ạ? Bước sang phần phía đầu xe của chiếc Ranger Stormtrack, quý vị trông thấy một thiết kế mới, không phải là mới hoàn toàn, nó chỉ là thiết kế mới thôi. Bởi vì cái form của Stormtrack thì nó vẫn giống như form của Wildtrak là form đầu xe vuông vức, hầm hố mạnh mẽ. Thế nhưng các cái thiết kế ở trên đầu nó lại khác nhau khá là nhiều. Thêm ở phần đầu xe đây, chúng ta vẫn có cụm đèn pha LED matrix này và chúng ta có thêm cái đèn trợ sáng ba bóng ở phía bên, ở hai phía bên đèn ba bóng này, bên đây cũng là ba bóng. Thế như vậy thì cái khả năng trợ sáng khi đi vào buổi đêm của chiếc Stormtrack này nó sẽ hơn rất là nhiều, và cái bóng này thì nó sẽ hoạt động cùng với đèn pha nhá, đèn cốt thì nó sẽ không hoạt động cùng với pha. Đó, hơn 6 cái bóng trợ sáng ở phần phía dưới. Ở phần phía cản thì sẽ hơn thêm hai cái cảm biến. Đây, chúng ta sẽ có thêm một cảm biến ở đây và hai cảm biến ở bên sườn và 4 cảm biến ở phần phía đầu xe. Thì chiếc Stormtrack này được trang bị là có thêm cái tính năng là ghép song song và lùi trường tự động. Còn đâu ở phần thiết kế nữa thì ở chính diện chúng ta có thêm một cái đường line màu đỏ. Đó, đây. Và chúng ta sẽ nhìn tổng thể ở phần đầu xe. Thì nó trông cái phần đầu xe của chiếc Stormtrack này nó sẽ ngầu, hầm hố và nó dễ nhìn hơn rất là nhiều quý vị ạ. Đó, đây là phần thiết kế ở đầu xe của cả hai chiếc xe. Tôi sẽ đi lại một lượt nữa để chúng ta cùng xem. Stormtrack này, Wildtrak này. Tới nữa chúng ta sẽ đi sang phần bìa bên sườn xe của hai chiếc xe này. Sườn xe thì đương nhiên rồi, đó là phải lốp và la răng. Thì trên chiếc Stormtrack sẽ được trang bị là lốp la răng 20 inch với cỡ lốp là 255R20. Đây là lốp của Stormtrack, lốp và la răng. Thì la răng của Stormtrack được sơn màu đen bóng này, đen sần này. Và ở giữa các cái khu vực này, đây các cái khu vực chỗ này này, chỗ đây thì được thiết kế là một cái tấm ốp bằng ốp nhựa nhá. Đây cái khu vực này này là ốp nhựa này. Ốp nhựa này và có riêng một cái ốp thì là màu đỏ. Đó. Đấy, đây là la răng của Stormtrack là la răng 20 inch và trên Stormtrack thì là cả 5 quả lốp la răng giống nhau. Còn đây là lốp la răng của Wildtrak, thì Wildtrak thì được trang bị là lốp la răng 18 inch. Thiết kế là 255R18. Và so sánh một chút về hai cái lốp này thì tôi thấy rằng là lốp của Wildtrak
la răng nhỏ hơn nhưng mà lốp dày hơn. Vì vậy cái lốp của con Ytrek đi nó sẽ khỏe hơn và êm hơn so với Stormtrek quý vị nhá. Đấy thì cái này nó là cái kỹ thuật cơ bản rồi. Lốp mỏng thì đi nó sẽ không được bền bằng cái lốp dày, bởi vì là nhiều tình huống, bởi vì là chiếc xe này chúng ta đi cày đi kéo mà, thế nên là sẽ có nhiều tình huống thì cái lốp dày nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ khỏe hơn và nó bền hơn cái lốp mỏng. Tiếp tới thì chúng ta sẽ đi tới phần bên hông xe của hai chiếc xe này. Ở bên Stormtrek thì cái gương chiếu hậu này, rồi mặt logo mang cá này, gương chiếu hậu này, chúng ta sẽ có là gương chiếu hậu màu đen bóng. Cái xe nào cũng vậy, màu nào cũng vậy thì gương chiếu hậu nó màu đen bóng này. Rồi mặt gương chiếu hậu đây, mặt gương có cảnh báo điểm mù này, rồi ở trên gương có camera 360 độ, đèn soi bước chân. Thì về cái thiết kế và các cái công dụng ở trên gương chiếu hậu thì cả hai chiếc xe này thì nó đều giống nhau. Ở trên Ytrek cũng vậy. Tuy nhiên thì thiết kế ở trên Ytrek nó sẽ khác, cả gương chiếu hậu nó sẽ cùng màu với thân xe, chứ nó không phải là màu đen bóng. Đây, xe màu nào thì gương chiếu hậu màu đấy. Còn đâu thì các cái thiết kế khác thì nó cũng giống nhau vậy thôi. Tay nắm cửa cũng cùng màu với thân xe của cả hai chiếc xe này. Đấy. Còn ở phần phía bên dưới này này, phần phía bên dưới này nhá thì Ytrek nó là chống trơn. Còn ở trên Stormtrek thì nó có một chữ nhận diện là Stormtrek đen và đỏ. Ở bên sườn xe của Stormtrek thì nó sẽ có thêm cái tem dán ở cánh cửa lái này, cánh cửa phụ này, dọc sườn xe này và sang cả bên phía bên hông xe. Thì cái chi tiết này thì tôi thấy là trên Stormtrek nó sẽ nổi bật hơn, nó đẹp hơn. Đương nhiên là nó đắt hơn mà, thế nên là các trang bị của nó cũng sẽ phải khác. Tuy nhiên thì cái này nó cũng là những cái mà tốn tiền hơn khi mà nó bị hỏng quý vị nhá. Chúng ta sẽ tới phần đuôi của hai chiếc xe này, Stormtrek và Ytrek. Thì về công nghệ ở trên hai chiếc xe này, ở đuôi xe nó giống hệt nhau và nó chỉ khác nhau phần lớn ở trên cái khu vực thanh thể thao và thanh giá nóc của hai chiếc xe này. Thì bên đây là Stormtrek quý vị trông thấy. Trên Stormtrek thì được thiết kế là một cái logo nhận diện Stormtrek này, có camera lùi, logo này, đây là cản. Và cái màu sơn của Stormtrek thì nó là sơn đen bóng. Mặc dù là thiết kế của hai chiếc xe thì về chất liệu thì giống nhau. Và trên Stormtrek thì nó sẽ hơn cái cảm biến ở khu vực đây. Đấy. Ở đây nó có 4 cảm biến này, bên này là có thêm 2 nữa là 6. Bởi vì là Stormtrek nó sẽ có thêm cái tính năng là ghép song song và lùi chuồng tự động, thế nên nó sẽ thiết kế thêm 2 cảm biến ở phía bên hông của cản. Bước sang Ytrek thì đây, Ytrek đây. Đấy, công nghệ của về phần đuôi của hai chiếc xe giống nhau, đèn đóm các thứ giống nhau. Và cái thiết kế cản của Ytrek là cản màu xám chứ không phải là màu đen bóng như cái phiên bản kia. Chữ Ytrek thì là một màu thôi đó. Và còn ở trong thùng thì phần bửng thùng của hai chiếc xe này thì đều giống nhau, là được thiết kế đều có thiết kế thanh xoắn, nên là chúng ta đóng mở nó rất là dễ dàng. Ở khu vực phía xa kia thì chúng ta sẽ có thêm ổ điện. Đây, khu vực đây có ổ điện này. Đấy. Ở trên đây là có đèn soi thùng này, một đèn này, và bên này cũng vậy. Hai đèn soi thùng. Đấy, về thiết kế ở phần phía bên trong thùng. Và tôi sẽ đi sang luôn bên chiếc Stormtrek để quý vị cùng xem. Đó, đây, trên thùng của Stormtrek cũng vậy, cũng được thiết kế lót thùng, ổ điện, các cái loại móc để chằng buộc đồ, có hai cái đèn. Đó, đấy. Và đến phần khác biệt hay nhất ở trên thùng của hai chiếc xe này, đó là về cái phần thanh thể thao. Thì thanh thể thao của chiếc Ytrek đây, như đây, đấy quý vị, nó là thanh thể thao cứng và nó bắt chặt ở trên thùng xe, không có thể không di chuyển được. Và một mẫu thanh thể thao truyền thống từ bao nhiêu đời nay rồi, nó cũng vẫn giống nhau. Đó. Còn với ở trên Stormtrek thì khác biệt hoàn toàn. Đây là cái trên phần phía bên trên nắp thùng của Stormtrek. Thì quý vị trông thấy đây, ở trên đây nó sẽ có thêm một cái thanh thể thao này, nó rất là linh hoạt. Đấy, nó có thể kéo ra như này. Đấy. Đấy. Rất là nhẹ đấy, một tay tôi cũng kéo được và nhẹ nhàng. Khi mà nó đến cá rồi, ở cái thanh thể thao này chúng ta có thể kéo được 5 nấc này, đến cá cái nó sẽ cứng và nó rất là chắc chắn như thế đây. Đó. Đấy, thì cái sự khác biệt thứ nhất ở trên thùng đó là cái thanh thể thao của Stormtrek nó có thể là trượt vào được 5 nấc, còn ở trên Ytrek thì không, cứng. Cái điểm thứ hai mà trên Stormtrek được thiết kế linh hoạt hơn Ytrek đó là
cái thanh giá nóc ở trên nóc xe. Thì đây là nóc xe của Y-Check thì nó chỉ có hai cái thanh giá nóc bắt cứng, và chúng ta chỉ có, nếu như chằng buộc đồ thì chúng ta chỉ có chằng được một chiều thôi. Còn với ở trên Stormtrek thì linh hoạt hơn rất là nhiều khi mà Stormtrek được trang bị là hai cái thanh giá nóc như thế này, và nó linh hoạt, nó có thể là theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang đều được. Đây ví dụ chúng ta chỉ cần mở cái lẫy lên thôi, nhấc nó lên. Đó, nhấc lên như thế này. Đấy, và chúng ta đẩy nó sang bên khu vực bên đây. Đấy, và để vào được. Cái thanh ở xa xa kia cũng vậy nhá. Nhưng một tay thì tôi hơi khó thao tác. Đấy, thì đấy là cái điểm khác nhau thứ hai mà trên Stormtrek hơn Y-Check, đó là cái khả năng linh hoạt chở được ở trên thùng xe và trên nóc xe, cái thanh giá nóc như vậy. Và tôi đã có một video test về cái độ cứng chắc của hai cái thanh thể thao này, giờ mời quý vị cùng xem. Với Wrangler Stormtrek thế hệ mới thì cái thiết kế thanh thể thao nó rất là linh hoạt, chúng ta có thể di chuyển được cái thanh thể thao này để chở hàng, đỡ hàng. Nó thiết kế rất là thông minh, chúng ta chỉ cần bóp vào đây một cái thôi là chúng ta kéo được thanh thể thao rất là dễ. Và nó có tận 5 nấc để chúng ta di chuyển rất là thoải mái, khi mà cứ đến cá một cái thì nó sẽ ăn vào cá và nó cứng lại, và chúng ta có thể là đấy, đẩy ra đẩy vào như thế này. Đấy, 5 nấc. Và cái chất liệu của thanh thể thao này làm rất là chắc chắn. Ở khu vực đây thì nó làm bằng nhựa cứng bền, và khu vực đây thì chúng ta có thể mở được cái thanh này lên. Đó, cái này thì làm bằng kim loại rất là chắc chắn. Đây có thể tôi lay như này, không việc gì luôn. Đó là cái thanh thể thao của phiên bản Stormtrek. Đây quý vị có thể xem lại một lần nữa, rất là nhẹ nhàng. Còn ở trên giá nóc của chiếc Stormtrek này thì cũng được trang bị một cái thanh giá nóc cũng rất là chắc chắn. Chúng ta có thể di chuyển được như thế này. Đây, tôi sẽ mở lên này. Đấy, nếu như mà chúng ta muốn chở ngang thì chúng ta kéo nó về đằng bên này, có lỗ chốt vào. Đấy, còn nếu như muốn chở dọc thì chúng ta đặt vào đây như này. Và cái thanh này nó cũng là một thanh chịu lực rất là tốt. Đây, tôi sẽ test thử để quý vị cùng xem nhé. Đây, tôi đứng lên đây. Đấy, rất là chắc chắn luôn và không hề có hiện tượng cong vênh. Đây, nhún nhảy luôn này. Nhún nhảy luôn này, vô tư này. Đó, đấy, đấy là hai cái thiết kế mới ở trên lóc xe của Stormtrek, đó là một thanh giá nóc này và một thanh thể thao. Thanh thể thao này cũng rất là chắc chắn luôn. Đây, đứng lên thoải mái luôn quý vị nhá. Đứng lên thoải mái luôn, không sợ. Đây nữa. Đó. Úi giời, ngã. Bước vào phần nội thất ở hàng ghế thứ hai thì tôi sẽ đi từ Y-Check sang Stormtrek. Thì với Y-Check thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế bọc ra ở cánh cửa này, và cái chỉ khâu của nó là chỉ khâu màu vàng. Đấy, còn các cái trang thiết bị như là mở cửa này, mọi thứ thì nó đều giống nhau. Đấy, cái họa tiết nó giống nhau như thế đây. Còn vào trong phần bên ghế thì ghế của Y-Check là ghế da. Ghế da cũng khâu chỉ vàng. Đây, đó, ghế da. Ở trang thiết bị ở đằng sau thì nó vẫn có cửa gió điều hòa này, ổ điện 230V và ổ cổng USB đầy đủ, có cửa gió điều hòa sau. Đây, đấy, đấy là cái thiết kế về phần nội thất ở hàng ghế thứ hai của Y-Check. Nội thất hàng ghế thứ hai của Stormtrek thì ở phần phía đằng cánh cửa thì cũng được khâu chỉ, nhưng mà chỉ nó lại màu hơi xám xám. Màu hơi xám xám và cũng giống nhau, có bọc da. Khác biệt ở bộ ghế da của Stormtrek thì Stormtrek được trang bị bộ ghế da và có pha nỉ. Đấy, ghế da pha nỉ nhá. Đây quý vị trông thấy, đây cái đoạn này là nỉ này, đoạn này là nỉ này, thì là hai người ngồi đằng sau thì chỗ này là da pha nỉ. Đấy, rồi ở công nghệ ở đằng sau thì cũng giống nhau, là có cửa gió điều hòa, có ổ điện 230V và có cổng USB và USB Type-C đầy đủ giống nhau. Đây là toàn bộ cái phần nội thất ở phần phía bên hàng ghế thứ hai của cái phiên bản Stormtrek quý vị nhá. Chúng ta sẽ đi tới phần nội thất, thiết kế nội thất ở phía bên trên khoang lái của hai phiên bản này. Thì trên Stormtrek nó sẽ hơn trên Y-Check rất là nhiều, và tôi sẽ đi Y-Check trước, sau đấy thì đến đoạn nào hơn thì tôi một lát nữa thì tôi sẽ quay sang bên Stormtrek để chúng ta cùng xem. Thì cánh cửa cũng giống cánh cửa lái với cả phụ này, rồi đằng trước đằng sau là giống nhau. Đấy, đều có bọc da và khâu chỉ màu vàng. Ở bên phần ghế thì ghế lái của Y-Check được trang bị là ghế lái chỉnh điện và ghế phụ chỉnh cơ.
ghế phụ bên đây là ghế phụ chỉnh cơ. Thế nhưng mà ở trên Stormtrek thì chúng ta sẽ được thiết kế là cả hai ghế đều chỉnh điện. Đấy, nó sẽ xịn sò hơn ở cái điểm đó. Hai ghế chúng ta đều có thiết kế là chỉnh điện này. Đấy, còn trên cái các cái thiết kế. Và đây là cái thiết kế ở khu vực khoang lái xe của phiên bản Wildtrek. Thì Wildtrek tông chủ đạo là tông màu vàng, thế nên là nó sẽ có các cái đường chỉ vàng này, chữ Wildtrek màu vàng ở đây. Đấy, rồi cái khu vực này là màu sơn, màu ghi xám bóng. Có ngăn đựng đồ ở đây, dưới đây đều có ngăn đựng đồ đầy đủ. Rồi các cái thiết kế như là cửa gió điều hòa này đều có mạng chrome này, màn hình 12.4 inch đầy đủ, rồi có camera 360 độ đầy đủ quý vị nhá. Đấy, thì cái về cái màn hình này thì chiếc Wildtrek và Stormtrek giống nhau. Tuy nhiên, nói đến màn hình thì chúng ta sẽ phải nói đến cái màn hình này. Đấy, cái đồng hồ lái xe. Đồng hồ lái xe của Wildtrek nó là đồng hồ màn hình, cái màn hình của nó chỉ 8 inch và cái thiết kế, cái giao diện của nó đơn giản, nó chỉ như thế đây thôi. Đó. Thì nó ít thông tin hơn và nó không phải là màn full LCD, nó vẫn hiển thị đầy đủ các cái thông tin của lái xe, thế nhưng mà nó chỉ là màn một khu vực màn nhỏ đây và cái thiết kế đồ họa của nó thì nhìn thì không được đẹp lắm. Thì một lát nữa chúng ta sẽ sang bên Stormtrek và chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt lớn ở cái màn hình này. Đấy, còn ví dụ như là trên khu vực vô lăng các thứ thì nó cũng giống nhau. Các cái tính năng của hai chiếc xe này giống nhau. Ví dụ như là phanh khẩn cấp, phanh khoảng cách giữ lệch làn, rồi khu vực điều khiển này, nó giống, các cái tính năng giống nhau. Thế nên là các cái khu vực điều khiển của hai chiếc xe này nó cũng sẽ giống nhau. Và vô lăng của đây là vô lăng của Wildtrek. Thì Wildtrek vàng nên là sơn chỉ nó sẽ là chỉ màu vàng. Cái sự khác nhau vô cùng lớn ở trên hai phiên bản này đó là đến từ khu vực điều khiển xe. Cần số này thì ở trên Ranger Wildtrek là cần số cơ, nhưng ở trên Stormtrek thì đã được nâng cấp lên cần số điện tử xịn sò, giống như những cái chiếc xe Raptor hay là Everest tỷ 3, tỷ 4, nhưng mà đây hơn 1 tỷ chúng ta đã có rồi. Ngoài ra thì ở khu vực đây thì, cũng giống nhau này, phanh tay điện tử này, các cái nút như là off-road này hay là tắt cân bằng điện tử này, núm xoay 6 chế độ lái này, gài cầu 2H, 4H, 4L thì giống nhau. Tuy nhiên nó sẽ khác nhau thêm ở một điểm này nữa, ở cái nút P này này. Thì nút P ở trên trên Wildtrek là tắt cảm biến xung quanh xe, nhưng ở trên Stormtrek thì là kích hoạt cái tính năng ghép song song và lùi trường tự động. Thì một lát nữa tôi sẽ sang bên kia, tôi sẽ review chi tiết hơn ở cái khu vực mà điều khiển xe này. Đấy, còn đâu thì nó vẫn giống nhau, nó vẫn có các cái tính năng như là sạc không dây này, cổng USB các thứ, núm xoay điều khiển điều hòa. Đấy, mọi thứ thì cơ bản giống nhau đến khoảng độ 80%, 20% còn lại là cái màn hình này, cái cần số này. Đấy, các cái thứ đó. Đấy, đây là cái nội thất của cái phiên bản Ford Ranger Wildtrek quý vị nhá. Đây tôi sẽ quay lại một đoạn ngắn ngắn để quý vị cùng xem. Ok, và tôi đang ngồi trên chiếc nội thất của chiếc Stormtrek quý vị nhá. Thì để chúng ta sẽ cùng xem là nếu như cộng thêm 60 triệu nữa thì chúng ta sẽ có thêm những cái gì mà nó có xứng đáng với cái 60 triệu không, ngoài cái phần ngoại thất ra. Thì đầu tiên đó là cái phần màn hình của xe. Đây quý vị có thể trông thấy, đây là màn hình của Stormtrek này. Đấy, quý vị nhìn thấy nó đã khác nhau nhiều so với Wildtrek rồi đúng không ạ? Màn hình 12.4 inch, full LCD và đồ họa rất là đẹp, đầy đủ thông tin. Đây tôi đang xoay các cái chế độ lái để chúng ta dễ hình dung nhất. Đó, đây là màn hình này. Xịn chưa? Mịn không? Quá xịn luôn đúng không ạ? Thông tin thêm một chút là nếu như mà chúng ta có muốn thay cái màn hình của Stormtrek vào trên Wildtrek được, tôi cũng đã có tham khảo ở trên thị trường để lấy làm tư liệu giới thiệu cho quý vị, thì cái màn hình này nó sẽ rơi tầm khoảng độ 30 triệu gì đó. Đấy, tầm đấy thì chúng ta vẫn có thể thay được vào cái trên Wildtrek nhá, nhưng mà cái giá của nó là khoảng 30 triệu. Thì để quý vị có cái so sánh về cái giá tiền cũng như là cái trang thiết bị của hai chiếc xe này. Rồi, điểm khác thứ hai nữa, điểm ăn tiền thứ hai nữa đây, nó chính là cái cục này to và ngắn, đó là cần số điện tử. Thì cái cần số điện tử này nó chỉ xuất hiện ở trên các cái phiên bản xe đắt tiền của Ford như là Raptor này hay là Everest bản Titanium hay Platinum. Thế nhưng nay cái chiếc xe hơn 1 tỷ này nó cũng đã được trang bị rồi. Đó, thì quý vị thấy chưa, 60 triệu nó có là cái gì đâu đúng không ạ, khi mà chúng ta được sở hữu những cái trang thiết bị xịn sò hơn rất là nhiều. Rồi ở khu vực này thì nó cũng giống nhau, phanh tay điện tử này, tắt cân bằng điện tử này, rồi kích hoạt tính năng off-road các thứ có đầy đủ hết. Và nó sẽ khác nhau ở cái nút P này. Nút P ở trên Wildtrek là tắt cảm biến xung quanh xe, nhưng nút P ở trên Stormtrek là tính năng kích hoạt tính năng ghép song song và lùi trường tự động.
Thì cái tính năng này thì tôi sẽ có một video riêng để review nó cho nó dễ, chứ ngồi ở trên này thì nó hơi khó, bởi vì phải nó cũng phải cần đạo cụ khác. Rồi, ở khu vực này thì là cái núm cày cầu giống hệt nao này 2H4H4L và điều chỉnh các cái chế độ lái. Và đây là toàn bộ cái phần phía nội thất của trên Stormtrek. Thì Stormtrek nó được trang với cái form, cái form thiết kế của nó là màu đỏ, thế nên là các cái đường họa tiết nó cũng sẽ là màu đỏ. Đây, màu đỏ này, chỉ khâu màu đỏ này, chữ Stormtrek màu đỏ này, rồi các thứ ở đây. Thì theo như cái nhìn nhận, cái cảm nhận cá nhân của tôi, màu đỏ này nó không đẹp. Dám nó làm đỏ cam giống như trên Raptor thì đẹp hơn, chứ đỏ này tôi nhìn nó cũng xỉn xỉn kiểu gì ấy. Đang nói về cái chỉ nhá. Đấy, còn các cái thứ như cái chữ kia thì nó rất là đẹp. Rồi cái form của nó là màu đen, thế nên là các cái chi tiết này nó đều sơn đen bóng này, sơn đen bóng này, màn hình các thứ thì giống nhau, không có gì khác nhau quá, không có gì khác nhau về cái phần màn hình này, cũng là thiết kế này. Rồi camera 360 độ đầy đủ, hệ thống loa các thứ là giống nhau. Rồi sang đến vô lăng thì các cái tính năng ở trên vô lăng cũng giống nhau, phanh khẩn cấp, phanh cách giữ làn này, rồi ga tự động Adaptive Cruise Control cho ta điều khiển ở đây, điều khiển màn hình ở đây. Đây như đây. Đấy, quý vị thấy trên màn hình kia nó sẽ thay đổi. Đây, bấm vào nút đây thì trên màn hình nó cũng sẽ thay đổi. Đó. Đấy là cái phần mà vô lăng này, rồi các cái khu vực điều khiển của xe, cần số này, đấy, các thứ là giống nhau quý vị nhá. Đây là cái khu vực khi bước vào khu vực lái xe thì nó có một cái điểm khác biệt rất là hay ở trên Stormtrek so với Wildtrek, đó là Stormtrek được thiết kế là hai ghế đều là chỉnh điện, ghế lái và ghế phụ. Đây, ghế đây. Và cái bọc da trên Stormtrek thì nó cũng có phần nó xịn sò hơn, da như thế đây. Đấy, tôi sờ thì tôi cảm thấy là da của Stormtrek nó mịn màng hơn, và ngoài ra nó sẽ có thêm, nó có thêm cái khu vực pha nỉ ở đây. Đây, cái ở trên ghế này, khu vực đây, khu vực đây, khu vực đây, pha nỉ. Và ở trên lưng ghế thì được thêu chữ Stormtrek. Thì là về cái thiết kế này thì tôi thấy là trên Stormtrek nó xịn sò hơn. Còn ở ghế phụ bên kia cũng vậy, và ghế phụ cũng được trang bị là ghế chỉnh điện nhá. Đây là một cái chi tiết nó cũng là hay hơn ở trên Wildtrek. Qua một vài phút vừa rồi thì có lẽ là quý vị đã có một cái sự so sánh về hai chiếc xe này. Thì đương nhiên rồi, Ranger Stormtrek nó hơn hẳn Ranger Wildtrek thì là đương nhiên, thì nó đắt hơn 60 triệu mà. Thế nhưng cái 60 triệu đó thì những cái option mà nó mang lại cho quý vị, tôi chắc chắn rằng nó sẽ xứng đáng hơn rất là nhiều so với cái giá trị 60 triệu của nó. Đấy, thì tôi sẽ tổng hợp lại nhanh những cái điểm mà Stormtrek nó hơn ở trên Wildtrek là như thế này. Đầu tiên, Stormtrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì thứ hai là các cái trang thiết bị ở phần phía đầu xe thì Stormtrek nó sẽ hơn, là nó có thêm đèn trợ sáng này, có thêm cảm biến, có thêm các cái tính năng hỗ trợ ghép song song và lùi chuồng tự động. Cái điểm hơn lớn nhất là thì nó đến từ phía trên đầu xe, đuôi xe và ở trong xe. Thì ở trên lóc xe của Stormtrek và phần đuôi xe thì là cái hệ thống thanh thể thao của nó mới hơn, xịn hơn và linh hoạt hơn, mang lại nhiều giá trị hơn so với Wildtrek. Còn ở phần phía bên trong xe thì cần số điện tử, màn hình, ghế phụ chỉnh điện, đó là những cái thứ mà Stormtrek hơn ở Wildtrek. Tổng hợp lại thì nó đâu đó có khoảng độ 5-7 điểm gì khác nhau đó. Còn cái la răng thì một cái 20 inch, một cái 18 inch thì tôi không đánh giá là hơn hay là kém, bởi vì là 20 có cái hay của 20, 18 nó cũng có cái hay của 18, thế nên là bộ phận la răng chúng tôi không đánh giá. Cái này thì tùy. Đó, đó là những cái điểm mà Stormtrek hơn Wildtrek và hơn 60 triệu đồng nữa. Đấy, thì quý vị nghĩ sao về hai chiếc xe này thì có thể để lại comment ở phần phía dưới comment video nhé. Chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm về hai chiếc xe này. Ok, video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại ở quý vị ở những video lần sau.